cậu y tế nhâm hoàng khang tiết lộ mình là người đầu tiên báo công an tố nhóm từ thiện của giang kim cúc nhâm hoàng khang tiết lộ đã gửi cảnh báo đến cộng đồng về các lùm xùm từ thiện của nhóm giang kim cúc nhâm hoàng khang mới đây lại đăng tải thông tin liên quan đến việc tố cáo một nhóm thiện nguyện khiến ai nấy đều xôn xao bàn luận cụ thể nhâm hoàng khang tiết lộ mình là người đầu tiên tố cáo vấn đề làm thiện nguyện của nhóm giang kim cúc vào ngày 23 tháng 8 Cậu IT cho biết đã gửi cảnh báo đến cộng đồng trong khi chưa ai biết gì về sự thật những việc làm thiện nguyện của nhóm này. Nhâm Hoàng Khang tiết lộ là người đầu tiên tố cáo nhóm thiện nguyện của Giang Kim Cúc. Theo đó, nhóm thiện nguyện Giang Kim Cúc đang nhận được sự quan tâm của dân tình bởi vì lùm xùm bị tố cáo ăn chặn từ thiện. Trước đó, một người đã gửi đơn tố cáo Giang Kim Cúc ăn chặn tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân, hoạt động từ thiện mập mờ, hứa nhưng không thực hiện. Ngoài ra, Người này cũng tố giác luôn việc Giang Kim Cúc có kế hoạch lợi dụng một bé gái để tiếp tục nhận tiền hỗ trợ. Hiện tại, các hoạt động từ thiện của Giang Kim Cúc vẫn liên tục bị dân mạng đào bới và soi xét. Sự việc đang khiến dân mạng xôn xao vì chưa được xác minh và làm rõ. Giang Thị Kim Cúc, người khởi xướng quỹ từ thiện mai táng không đồng ở thành phố Hồ Chí Minh là ai? Hơn 3 tháng trở lại đây, cái tên Giang Kim Cúc được nhiều người nhắc đến khi cùng cộng sự liên tục hỗ trợ những gia đình khó khăn. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, quỹ từ thiện Mai Táng Không Đồng cũng được thành lập từ đây. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là lúc ghi nhận những câu chuyện về tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong mùa dịch khó khăn. Bên cạnh những y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, những nhóm thiện nguyện cũng được nhắc đến khi ngày đêm hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giang Kim Cúc và các cộng SU cùng quỹ mai táng không đồng là một trong những nhóm thiện nguyện được nhiều quan tâm nhất trong thời gian qua. Clip, chị Giang Kim Cúc chia sẻ về hành trình thiện nguyện và quỹ mai táng không đồng. 1. Giang Kim Cúc là ai? Giang Kim Cúc tên đầy đủ là Giang Thị Kim Cúc, 33 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Cúc vốn là người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, homestay, trước khi được biết đến trong vai trò thiện nguyện giúp bà con mùa dịch hình ảnh của chị cúc gắn liền với việc tiên phong phong trào nhặt rác đặc biệt là ở các khu vực bãi biển sông suối chị giang kim cúc trong một buổi nhặt rác làm sạch môi trường con suối tại lộc ninh bình phước dọc bãi biển phạm văn đồng đà nẵng ven biển phước hải bà Rịa vũng tàu là một số địa điểm mà chị cúc đã từng tham gia nhặt rác dọn dẹp thời điểm đó chị cúc còn tham gia nhiều buổi học hội thảo về môi trường để lấy kiến thức kinh nghiệm sau đó truyền đạt lại cho tất cả mọi người góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân. Hình ảnh trước và sau khi nhặt rác ở Cổng Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân hồi tháng 20 trên 2020 do nhóm chị Cúc bắt tay dọn dẹp. Khoảng tháng 6 năm 2021, khi dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu diễn biến phức tạp, chị Cúc đã thành lập quỹ từ thiện mai táng không đồng và cùng các cộng sự của mình rong rủi khắp nơi trong thành phố để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình khó khăn, có người mất vì COVID-19. Ngoài việc hỗ trợ mai táng, Chị Cúc còn tự mình lái xe cứu thương để đưa rước bệnh nhân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Công việc vất vả nên gần như toàn bộ thời gian chị phải xa gia đình. Chị Cúc có một cô con gái 13 tuổi, hiện chị là mẹ đơn thân. Chị Cúc và các cộng sự hỗ trợ bà con khó khăn mùa dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ với báo chí, chị Cúc cho biết, may mắn gia đình bên nội của bé rất tuyệt vời, chăm sóc bé rất tốt. Mình đi thiện nguyện như vậy con gọi điện khóc, nhớ mẹ hoài khóc là vì thương mẹ làm việc cực khổ quá, nhưng bé vẫn hiểu mẹ đang làm việc tốt nên rất ủng hộ mẹ, dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng rước con cô Vi về. 2. Quỹ từ thiện mai táng không đồng Nhận thấy ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chị Cúc đã lập ra dự án thiện nguyện mang tên Quỹ từ thiện mai táng không đồng. Ngay từ những ngày đầu tiên, dự án thiện nguyện này đã nhận về nhiều sự ủng hộ và chung tay của các tấm lòng hào tâm trong nước. Nhiều tình nguyện viên cũng xin gia nhập vào nhóm Giang Kim Cúc và Cộng sự, mong góp chút sức nhỏ của mình giúp đỡ đồng bào mùa dịch. Chị Cúc và các cộng sự làm việc không quản ngày đêm, không ngại nắng mưa. Bếp mang tên Giang Kim Cúc và Cộng sự hiện có hơn 249.000 lượt theo dõi. Trong mỗi hành trình thiện nguyện và hỗ trợ mai táng cho người dân, chị Cúc thường livestream trên page của mình. Những câu chuyện mà chị chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Gần đây nhất là chuyện về người đàn ông vô gia cư qua đời trên xe lăn đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Càng chứng kiến những câu chuyện xót xa ấy, chị Cúc và các cộng sự đặt mục tiêu càng nỗ lực nhiều hơn nữa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện mà chị Cúc chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Trên trang cá nhân và page, chị Cúc để lại số tài khoản để mọi người có thể quyên góp, ủng hộ vào quỹ. Để thuận tiện hơn, cũng như tiếp nhận hỗ trợ nhanh nhất các phản ánh của bà con. Chị Cúc và các cộng sự cũng cập nhật tổng đài miễn phí để tiếp nhận các cuộc gọi cầu cứu, không kể ngày đêm. Trong một chia sẻ gần đây, chị Cúc cho biết toàn bộ kinh phí nhóm hoạt động hoàn toàn do nhà hào tâm đóng góp. Chính vì nhận hỗ trợ nên tôi bị nhiều người chỉ trích, nghi ngờ mình ăn chặn này nọ. Ban đầu tôi rất bức xúc, cảm xúc vô cùng tiêu cực. Nhưng chẳng qua lúc đó tôi đang bị đuối, mệt nên hơi cáu, chứ bình thường tôi chẳng để tâm đến những lời nói đó. Trên page, chị Cúc tâm sự. Chỉ ai làm công việc này mới hiểu được cảm xúc chúng tôi trải qua. Chính vì thế, tôi cho qua và tha thứ hết những lời nói không hay về mình. Tôi biết họ không làm công việc giống mình nên không hiểu được. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và biết ơn những việc làm của chị Cúc và các cộng sự. Hai ngày qua, dân mạng xôn xao bàn tán việc chị Cúc vướng vào lùm xùm từ thiện. Người làm đơn tố cho rằng chị Giang Kim Cúc đã kêu gọi được khoảng 100 triệu đồng hoặc hơn, nhưng chỉ đưa cho gia đình 19,5 triệu đồng. Ngoài ra còn có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới. Vụ việc hiện vẫn đang được chia sẻ rầm rộ cùng nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Về phía mình, chị Cúc cho biết tối nay ngày 7 tháng 9 sẽ livestream đính chính sự việc này đồng thời sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc. Bà Tiên Giang Kim Cúc, trưởng nhóm Mai táng không đồng nổi tiếng Sài Gòn bị tố ăn chặn hơn 100 triệu tiền từ thiện. Câu chuyện đang khiến netizen vô cùng hoang mang xen lẫn ngờ vực, thất vọng. Thời gian dịch bệnh hoành hành vừa qua, nhóm Giang Kim Cúc và các cộng sự nổi tiếng với công tác thiện nguyện của mình. Không chỉ giúp đỡ các gia đình bệnh nhân khó khăn, nhóm còn tổ chức mai táng không đồng với cả đội cùng cầu nguyện cho người đã mất để họ được ra đi thanh thản. Sau đó, phun khử khuẩn toàn bộ và đưa của nạn nhân xuống để khâm liệm. Cuối cùng là đưa lên xe và cho người nhà tiễn đưa lần cuối. Chị Giang Thị Kim Cúc, 33 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, trưởng nhóm từng chia sẻ từ đầu tháng 8, Chăn trở trước những lời kêu cứu của các gia đình có người thân chẳng may qua đời trong dịch bệnh nhưng không đủ điều kiện mai táng, đội gồm 20 thành viên bắt tay vào thực hiện hoạt động mai táng không đồng. Ngoài những trường hợp mất vì COVID-19 thì đội còn hỗ trợ người vô gia cư, không nơi nương tựa. So xa lắm nhưng đội phải bình tĩnh thay gia đình chu toàn hậu sự. Mọi người đều cố gắng vượt qua cảm xúc chứ mình cũng dối thì sao mà làm được, chị Kim Cúc bộc bạch. Giữa lúc nhận được nhiều niềm tin và sự cảm phục, biết ơn từ phía dư luận thì mới đây. Giang Kim Cúc bị tố ăn chặn tiền từ thiện quyên góp từ các mạnh thường quân. Theo đó, tài khoản Facebook có tên PN chia sẻ, ngày 16 tháng 4 năm 2020, Lê Văn Tê sinh năm 1995, quê Bình Phước buồn gia đình, uống thuốc sâu tự vẫn nên được đưa đến BV chợ dẫy. Tại đây bệnh viện từ chối vì bệnh nhân quá nặng nên gia đình đem về nhà. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn lại muốn cứu con nên có người giới thiệu với mẹ em Tê, nhờ Giang Thị Kim Cúc đăng bài lên mạng kêu gọi giúp đỡ. Sau khi được gia đình liên hệ cầu cứu, Cúc xuất hiện nhanh như một bà tiên trong chuyện cổ tích. Cô nhiệt tình viết bài livestream, tiếc thương, khóc lóc quay hình hoàn cảnh bi đát của gia đình em T và số tiền được mạnh thường quân chuyển về trong sau 2 giờ phát livestream gần hơn 100 triệu. Xong, số tiền mà cô giao lại cho mẹ em T chỉ vòn vẹn 19,5 triệu. Gia đình cũng sốc và thật sự bất ngờ có hỏi cô, tại sao chỉ có thế? Cúc thản nhiên đáp, đừng quan tâm số tiền của mạnh thường quân bởi việc của Mạnh Thường Quân là ủng hộ vì Cúc, còn việc Cúc cho gia đình T bao nhiêu là do Cúc quyết định. Thế là gia đình T từ chối nhận số tiền 20 triệu, và Cúc thản nhiên ông chọn số tiền của Mạnh Thường Quân quyên góp bỏ đi một cách vô tình như chưa bao giờ đến. Thời gian sau mẹ của T, tê, tê quá khó khăn nên có liên hệ với Cúc để xin nhận số tiền 19.5 triệu. Cúc trả lời, đã mua cá phóng sinh hết rồi nên không còn tiền. Đến hiện tại lúc này thì em tê vẫn sống dỡ chết dỡ vì di chứng của việc uống thuốc trừ sâu gia đình vẫn nghèo đói khó khăn như chưa bao giờ được sống. Còn Giang Kim Cúc vẫn là cô tiên của ngày nào đang hiển hiện tại Sài Gòn trong đại dịch để tiếp tục livestream kêu gọi tiền vào tài khoản cá nhân của cô ấy với mục đích cứu nhân độ thế. Đi kèm với bài đăng là loạt hình hình ảnh được chính gia đình t cung cấp, bên dưới có số điện thoại của gia đình nạn nhân để mọi người kiểm chứng là câu trả lời cho thắc mắc vì sao gia đình biết số tiền cúc nhận nhiều hơn 100 triệu từ mạnh thường quân. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý cực lớn từ phía cư dân mạng, người bán tín bán nghi người tỏ ra thất vọng khi đặt niềm tin nhầm chỗ hiện vẫn chưa thể xác định thực hư bài tố cáo và phía giang kim cúc vẫn chưa phản hồi về vụ việc trước đó nhóm mai táng không đồng của chị cũng đã bị nhiều người chỉ trích nghi ngờ cho rằng tiền bạc không minh bạch hay có liên quan tới hoạt động ăn chặn này nọ đối mặt với áp lực này giang kim cúc thẳng thắn ban đầu tôi rất bức xúc và vô cùng tiêu cực nhưng chẳng qua lúc đó tôi đang bị đuối mệt nên hơi có thôi chứ bình thường tôi chẳng để tâm đến những lời nói đó tôi biết thừa những người chỉ trích tôi cũng chẳng bao giờ hỗ trợ ủng hộ tôi họ chưa bao giờ cho tôi nổi một ngàn đồng để giúp đỡ bà con nên tôi mặc kệ muốn nói gì thì nói các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé